Cái này thì mới làm sao đây? Gọi này 225.000 nguyên wifi. Test xem được bao nhiêu mê. Gọi Super Net 1 được trang bị một con F670i và hai cái con wifi phụ. Đấy, hai con này. Hai con wifi phụ chắc lắp dây kim trùng lợn sao nhỉ? Vâng, khả năng thế. Thì do anh xem muốn đặt ở đâu thôi. Còn ở ngay nhà này thì chỉ cần một con là được. Cái này thì cấp đi theo gói mà. Cái đường dây điện đi vào đâu? À, cái đường chảo đi đâu? Đây, ống bỏng theo đường chảo luôn. Tốt đây. Đưa đầu dây qua đây. Không có nguồn dây gì, tôi còn lỗ chạy lại chảo. Vâng. Luôn ở chỗ dây chảo đây. Mấy nghìn con ngỗng đây anh? Mấy nghìn con ngỗng đây? À. Chả có, nhà chả có gì ngoài ngỗng. Ơi. Được rồi đấy. Quấn ở ngoài đi. Bắt. Thank you.
Hả? Lắp ra chuyển Wi-Fi đó. Lắp căn Wi-Fi đó. Ừ. Một cái, một cái Wi-Fi phụ. Kéo con đi đăng nhảy Wi-Fi phụ à? Bắt con. Cái nào kẹo. Toàn đồng phát hỏng. Làm bởi bộ như dung hộp như đất. Biết thế nào phải liền. Có hai dòng này. Vâng. Em tưởng ba dòng chứ. Cái loại này chỉ thấy được. Nó chỉ cấp cho cái loại hai dòng thôi.